đâu có chín đây à chín đây Sao đây là đền Hai Bà Trưng của Tam Giang. Hai cái hoành phi hai cái này gọi là hai cái, đây là, hai cái này gọi là hoành phi hay gì nhỉ? Đây là đền. À không, à, không phải quên mất, tức là cái đây là à, đây cô đối đúng không? Hai phía. Hoành phi. Đúng, của ông đối. Của ông mình là đây hai là phía đó. Tít cái này. Đúng rồi. Và một cái phía kia. Nhiều chỗ này người ta cũng tiến nhiều câu đối nhiều. Được năm thì được ba năm, tháng thì được hai năm. Thế là